Nhờ khai thác có hiệu quả về tiềm năng thế mạnh của địa phương, đến nay xã Tân Phúc đã trở thành địa phương điển hình trong phát triển kinh tế chăn nuôi hộ. Không những đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho nông dân, việc hình thành các mô hình gia trại còn được xem là nhân tố quyết định thúc đẩy phát triển sản xuất và chăn nuôi hàng hóa trên địa bàn, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Cùng với những cơ chế chính sách khuyến khích của Hội đồng Nhân dân huyện để xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế trang trại, gia trại, xã Tân Phúc đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ như thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để giúp các hộ gia đình có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Từ đó giúp các hộ chăn nuôi không chỉ sản xuất ra sản phẩm hàng hóa với khối lượng mà còn chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đến nay, toàn xã đã phát triển được trên 30 gia trại, thu nhập của các gia trại đạt từ 60 triệu đến 100 triệu đồng một năm. Quyết tâm làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương, năm 2021 được sự hỗ trợ theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện trong khuyến khích phát triển chăn nuôi và xây dựng hầm bioga 10 triệu đồng. Ông Lê Hồng Khanh, thôn Tân Thành, xã Tân Phúc đã xây dựng gia trại chăn nuôi lợn sinh sản với dự kiến có thể nuôi được gần 100 con lợn. Theo ước tính từ mô hình này, trừ chi phí sẽ cho gia đình thu nhập trên 70 triệu đồng một năm. Trước kia gia đình là đúng là hỗ trợ là chăn nuôi là rất nhỏ lẻ. Bây giờ là được là quan tâm của là nên nhà nước là hỗ trợ là giảm nghèo bền vững. Đầu tư cái như là tổng cái kinh phí đầu tư cũng là trên 80. Nhà nước hỗ trợ được là bioga là 5 triệu. Với là gia trại là 5 triệu nữa là được 10 triệu. Là nhà nước hỗ trợ là giúp là đỡ là phần là chi phí của trong gia đình là xong là thức ăn tập trung thức ăn cho lợn là tiếp tục là phát triển. Cũng là từ cái chăn nuôi nên là gia đình thấy là có tiền ăn tóm là có dư cơ chặt. Thực tế cho thấy việc phát triển kinh tế chăn nuôi hộ ở xã Tân Phúc thời gian qua đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Việc phát triển kinh tế chăn nuôi đã góp phần khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo hướng tăng nhanh tỉ trọng sản xuất hàng hóa, tạo ra các vùng sản xuất tập trung, mở ra hướng làm giàu mới cho nông dân.